là một khúc ca Giáng sinh được sáng tác vào thế kỷ 19. Nội dung của bài thánh ca thuật lại ý nghĩa của việc Đức Chúa Giêsu Giáng sinh. Ngài đến để cứu chuộc nhân loại. Lời thánh ca kêu gọi mọi người hãy thành tâm thờ phượng Chúa. Về khía cạnh âm nhạc, giai điệu của bài đêm thánh vừa dịu dàng vừa sâu lắng trang trọng. Có lúc nét nhạc vút cao như đưa người nghe vượt lên ngàn sao, hòa cùng với thiên thần ngợi khen Chúa. Theo các thống kê, đêm thánh là bài thánh ca được trình bày đơn ca nhiều nhất vào dịp lễ Giáng sinh hàng năm. Nhưng bài này hôm nay sẽ được trình diễn bởi tốt ca nhà Chúa. Ô Holy Night, quý cha và quý thầy tư đoàn nhà Chúa sẽ trình bày nhạc phẩm này. Thank you.
Xin quý vị một tràng pháo tay.